Thưa quý vị và các bạn, vướng mắc mặt bằng tại các dự án phát triển đô thị là vấn đề nan giải nhiều năm qua trên cả nước. Tại tỉnh Quảng Ngãi, thực tế này cũng đang diễn ra tại một trong những dự án quy mô nhất nhì tỉnh là khu dân cư kè Bắc sông Trà Bồng. Hiện còn gần 20% diện tích chưa được giải tỏa đã khiến quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, phát sinh bất cập và tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ được cam kết với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Thửa đất này của gia đình ông Nguyễn Đó nằm trong phần mặt bằng thực hiện dự án khu dân cư kè Bắc sông Trà Bồng chưa được giải tỏa. Sau khi được chính quyền vận động, ông đã đồng ý phương án di rời. Diện tích tôi nằm trong dự án là 8 sổ, mà tôi vô được 6 sổ rồi, còn 2 sổ nữa. Nhưng mà theo tinh thần chung ấy, thì mình vô là cái đất ấy thì cho cái lợi ích chung ấy, thì mở rộng đô thị phát triển của xã hội ấy. Thì cái đó là lợi ích chung, nhưng mà tương lai thì tương lai sau này. Hiện tại, dự án khu dân cư kè Bắc sông Trà Bồng còn vướng mặt bằng ở 12 hecta là đất hoa màu của 90 hộ dân thuộc huyện Bình Sơn. Thực tế này khiến dự án rơi vào cảnh thi công ra beo. Diện tích thi công xen kẽ diện tích đất người dân đang sản xuất. Có chỗ có mặt bằng, có chỗ chưa có mặt bằng. Đấy, cho nên trong cái quá trình thi công thì phía đơn vị thi công cũng khi mà đổ đất san lấp mặt bằng thì cũng có chồng lấn lên một số cái vị trí của bà con mà chưa nhận được mục giải tỏa. Đấy cho nên là bà con cũng có những cái ý kiến ấy. Thì về cái phía đơn vị thi công thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và bên phía chủ đầu tư. Đồng thời song song với đấy là vận động bà con, trước hết là mong bà con thông cảm, bởi vì với cái những cái điều kiện thi công như thế này thì chúng tôi cũng có những cái sai sót không thể tránh khỏi trong cái quá trình thực hiện cái công việc của mình. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tất cả diện tích đất nhà nước thu hồi cho dự án này là đất màu. Một số hộ dân cho rằng mức giá đền bù còn thấp nên chưa chịu giao đất và nhận tiền. Ngoài mức giá nhà nước bồi thường, thời gian qua chủ đầu tư còn hỗ trợ thêm 17 tỷ đồng để nâng hệ số cho người dân. Cái giải pháp sắp đến là chúng tôi tăng cường làm tốc tuyên truyền, giải thích người dân. Thì mục tiêu dự án rồi, vấn đề phạm vi dự án rồi, tất cả các cái chính sách bồi thường cho những người dân, không chỉ ở trong mà ngoài dự án. Cái thứ ba nữa là cái dịch vụ pháp này mà chúng tôi làm hết tất cả rồi, nhưng mà xác định rõ là chúng tôi áp dụng cơ chế của nhà nước rõ ràng. Ví dụ như trừ rồi đó, có 4 cái trường hợp trong cái giai đoạn 1, mà xét thấy là những trường hợp này đã giải thích hết cơ chế từ dưới đó lên đầu, thì sau khi mà đề xuất của xã Bình Trung cũng như thị trấn Châu Hữu, là nếu như mà huyện mà chỉ đạo công tác vận động không tốt thì áp dụng biện pháp cưỡng chế cái này. Đây là quy định của luật pháp. Đây là danh mục, đây dự án này nhà nước thu đất chứ không phải nó là những cái dự án bình thường hết. Theo kế hoạch của tỉnh Quảng Ngãi, dự án khu dân cư kè Bắc sông Trà Bồng góp phần chỉnh trang và xây dựng Bình Sơn thành đô thị loại 4. Đây cũng là đô thị kết nối với khu kinh tế Dung Quất, hình thành cụm đô thị liên hoàn ở phía Bắc Quảng Ngãi.